Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý đầu ngày mới. Chị Lan Chi này, chúng ta cũng đã cập nhật thông tin về Bắc Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay sẽ có nắng nhiều. Tuy nhiên ở phía Bắc thì tình trạng hanh khô vẫn đang diễn ra và không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Khả năng là hanh khô ở miền Bắc sẽ kéo dài ít nhất là một tuần tới, bởi vì là cũng chưa có một cái yếu tố gây mưa nào cả. Như là trưa và đầu giờ chiều nay thì độ ẩm thấp nhất ở Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ đều từ 55% trở xuống. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các thành phố như là Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến Hà Giang, Điện Biên Phủ dự báo là từ 30 đến 32 độ C. Riêng Hòa Bình có thể là 33 độ C. Ở lâu ngoài nắng thì quý vị sẽ cảm thấy nóng. Ở Trung Bộ, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau bão số 7 nên nhiều thành phố sẽ có mưa trong ngày hôm nay. Huế, Đà Nẵng trở vào Quy Nhơn, Tuy Hòa, mưa bất chợt, có nơi mưa rất to, nhiệt độ sẽ không vượt quá 29 độ C. Còn với Nha Trang và Phan Thiết, mưa về chiều tối, ban ngày thì đan xen vẫn có khoảng nắng, nhiệt độ khoảng 30 đến 31 độ C. Trong khi đó, Thanh Hóa, Vinh, trời nắng, 28 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên cũng có mưa trong ngày hôm nay, có nơi mưa to kèm theo dông gió rất mạnh. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa, Đà Lạt là từ 25 đến 30 độ C. Còn Nam Bộ thì dự báo là mưa chỉ một vài nơi về chiều tối, ban ngày thì trời vẫn nắng nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều thành phố khác phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin chi tiết vừa rồi. Thời tiết ở miền Bắc sẽ còn hanh khô trong cả tuần này. Quý vị chú ý uống đủ nước và tránh ở lâu ngoài trời. Còn ở miền Trung và Tây Nguyên thì vẫn có mưa dông trong ngày hôm nay. Và những vật dụng như là ô hay là áo mưa thì không thể thiếu khi ra ngoài.